Rồi hello, xin chào tất cả các anh nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0768447735. Bên em là chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Thì bên em bán những dòng xe có giấy tờ hải quan chứng nhận chính chủ. Nói chung là chiếc nào cũng phải được sang tên, rút gốc đổi biển số được nha anh em nha. Mới giao dịch mới mua bán được ha. Rồi, bên em bán xe thì có hỗ trợ vận chuyển ship xe toàn quốc cho tất cả mọi người từ Nam tới Bắc nha anh em nha. Anh em chỉ cần yêu thích con xe nào cứ nhắc má alo cho em thì em sẽ tư vấn cho mấy anh nhiệt tình ha, từ A tới Z. Mấy anh ở xa vẫn mua xe bình thường nha anh em khỏi lo ha, mọi việc để em lo. Rồi, Trúc Mô Tô hôm nay giới thiệu với tất cả các anh đam mê xe mô tô phân khối lớn cũng như đam mê mô tô phân khối nhỏ. Đó. Thì nay làm clip giới thiệu với tất cả các anh hai con của huyền thoại của nhà Honda. Thì dòng này thì nó tuyệt chủng rồi anh em. Hôm nay mà kiếm những con xe đẹp, xe can trên thị trường thì rất là khó khăn. Đó, hầu như là không có tuyệt đối luôn nha anh em nha, hết hàng rồi. Đó, những con xe này nó được dạng như là vô bộ sưu tập luôn rồi nha anh em nha. Đó, bộ sưu tập chơi xe của các anh trong dòng xe mô tô thì em đương nhiên nhà Honda thì phải có con này. Đó, em này là Honda CM125 hay được gọi là Honda Custom 125. Xe dòng xe này là được nhập khẩu và lắp ráp nguyên con tại Nhật nha anh em nha. Xe này được lắp ráp và sản xuất tại Nhật. Đó, nó là xe nội địa Nhật nha anh em nha. Nó rất là bền bỉ theo thời gian luôn. Đó. Nay em về hai con. Đó, một con biển số 53B26576, một con là biển số cũng bốn số luôn, 51T22034. Đó, con này là em, con này là anh nha anh em nha, hai anh em nhà Honda CM125. Đó, con này là đời 98, con đó à con này là đời 99, con đó là đời 98 nha anh em nha. Đó. Con kia là anh, con này là em. Đó, hai anh em một cặp luôn. Đó, mới vừa về. Đó, con này thì em có bữa về trước nè, con này về sau. Con này thì lúc trước em đã có làm video rồi, nhưng lúc đó em không có mang chìa khóa, em có quên. Nó này có mang đủ hai chìa luôn, xí em tách máy mà anh nghe ha. Máy móc thì không. Nhưng dòng nào chứ dòng này thì máy nó êm lắm á anh ơi, nó 125 phân khối, máy đứng hai máy hai bô. Đây hai xi lanh đôi. Nổ nghe rất là hay nha anh em nha. Âm thanh bô thì khỏi phải bàn. Những dòng này là bên em bán là những xe hải quan chính ngạch, đã đúng giấy tờ của Custom 125 nha mọi người. Đó, chứ không phải là những con xe mà giấy tờ giấy sàn giấy đồ đâu ha anh em ha. Thường thường những con xe này anh em bắt gặp ngoài đường có chạy nhiều lắm, nhưng những con xe đó là giấy tờ không có chuẩn chỉ nha anh em. Nó sẽ đi những cái bộ giấy của CBT hoặc là LA, hay là đi tất cả các bộ giấy của Honda người ta sàn qua để người ta chạy đi đường thôi, chứ không có đúng của Honda Custom đâu anh em. Những xe này là phải mua hải quan chính ngạch chính chủ nha anh em nha, chứ không có mua những xe thanh lý hay là xe giấy sàn giấy lên thì đi nó không có giá trị đâu. Thì anh em đam mê mà không đủ điều kiện thì nhiều khi đi những xe đó thì nó cũng thỏa mãn đam mê của mình thì cũng ok chứ không có gì, nhưng mà nó là không có đúng chắc là xe hải quan hay là xe giấy tờ chuẩn chỉ của theo xe nha anh em nha. Đây là hai con xe giấy tờ hải quan chính ngạch hết, hai chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật về trong những thập niên chín mấy nha anh em nha, được gọi là xe hải quan. Đó, đập thùng nha anh em nha, đập thùng lúc trước á, năm thập niên chín mấy á, 97 98 này, 99 2000 đó, những thập niên đó anh em nào được sở hữu những con xe này thì khá là nổi tiếng luôn ha, khá là chịu chơi, khá là chịu chi luôn, nhà khá giả mới chi được những con xe này về ha, tậu được về ha. Lúc trước là tậu bằng vàng không ha mấy anh ơi. Đó, em nhớ không lầm là mười mấy cây vàng đó mấy anh, chứ không có rẻ đâu ha. Mấy cây trong một chiếc xe này. Đó, lúc trước thì xe cổ trên thị trường mình nó rất là ít, những thập niên chín mấy thì xe mô tô rất là hiếm, rất là khan rồi. Rồi hôm nay về hai chiếc đó. Đây số máy số khung của nó là đúng chuẩn chỉ của Custom CM125 nha anh em nha. Đầu số của nó là ép buộc là phải JC05 nè. Đó, năm đầu. Đó. Chiếc nào cũng vậy nha anh em. Đây JC05 hết nha anh em nha. À gì sẽ còn nằm mới đúng là Custom CM125 anh em. Chứ còn những cái đầu số xe số không số máy mà đầu số khác là không có đúng của Custom CM đâu. Nó là xe lên đời, xe giấy sàn thôi. Đây anh em để ý nè ha. Đây, số máy của nó cũng vậy nè. Đó JC05 đầu ha anh em. Đó JC05 đầu. Đó là dạng như mà cái mã của căn cước của mình vậy thôi, chứ không có khác gì hết á. Đó.
Còn những cái dòng Rebel này thì GC24, GC26 đó, coi như em đã làm clip em đã nói rõ ràng rồi ha. Đúng của nó là GC24 hay GC26 là số máy số khung. Còn dòng này là nó cứ GC05 đó. Số máy số khung vẫn GC05. Còn LA là GC06 nha anh em đó, anh em đừng có phân biệt lộn nha. LA nó 250 rồi, nó GC06 đó. Nhiều anh đi cái bộ giấy của 250 mà cũng không biết đó mấy anh. Đấy. Rồi, hai chiếc này thì biển số Sài Gòn chính chủ 4 số hết nha anh em nha, chưa sang tên đổi biển. Đó, biển số nó vẫn còn 4 số, biển số cũ rồi anh em. Đó, nhìn nó biển số nó cũ lắm. Nó theo xe mới được nha anh em. Đó, cái xe thì đời chín mấy thì biển số này mới chắc này mấy anh. Đó, bây giờ mấy anh mua là cứ ra tên biển số mới thôi. Đó, bấm biển khác, đó, bất kỳ nơi đâu toàn quốc từ Nam tới Bắc. Rồi, một con đời 98, một con đời 99. Đây em xin test con đời 9, con này là đời 99 nè, móc rất đời bền, rất đã luôn. Nghe tiếng máy không? Thì thầm mùa xuân luôn mấy anh ơi. Nghe là tê tái nhân tình nha mấy anh. Nó nổ đếm từng tiếng một luôn anh em ơi. Rất là êm. Đèn đuốc xi nhanh, càng còi các thứ đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Đó. Da yên cũng zin luôn. Có đồ chơi này, cản chống đổ nè, bao da nè, thùng ghi bi sâu nè. Chiếc nào cũng có trang bị đầy đủ rồi mấy anh. Nói mấy anh mua về để mấy anh chỉ chạy thôi. Đó. Máy móc thì kỳ thầm mùa xuân. Đó. Máy móc nguyên zin nha mấy anh. Đây nó theo năm tháng đây nó sẽ lên tăng. Đó. Này em thấy không? Lên tăng. Thậm chí những cái con xe Rebel mà 250 mà nhập Mỹ á, mà đời cao đó, nó cũng phải lên tăng là bình thường mấy anh ơi. Lên tăng là hết sức bình thường nha. Những cái này nó mới đẹp nè. Anh em ở đâu mà kiếm ra những cái vết tăng này, tại vì đồ rinh mới có nha, đồ làm lại là không có nữa, mất rồi. Người ta được gọi là trùng chỉ đó mấy anh. Nó lên trùng chỉ hoặc là lên tăng đều được ha. Rất là đẹp nè mấy anh. Nguyên zin hết đó, đèn led hết luôn. Quá tuyệt vời. Đi đông nè, vì đồng zin luôn nè. Anh em nghe cái máy nó nổ nè, thấy không? Này, đã báo ra là báo có 1.001 mà. Đó, rất là chuẩn chỉ ha. Đây. Làm thấy không? Nè. Đó, tay ga rất là nhẹ anh em, chỉ cần dùng hai ngón tay thả. Nghe tiếng máy nó không? Hết hồn chưa? Im lắm mấy anh ơi, chỉ cần nghe cái tiếng bô thôi là đã tài rồi nè anh em.